Nếu bạn đang cảm thấy ngoài kia quá mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống, hãy cùng thư giãn, relax với không gian của Casa Lorena. Bạn có thể sẽ phải bất ngờ với lịch sử của ngôi nhà này và cách phân bố khéo léo các khu vực với mặt tiền 4,5 mét. Biết đâu, sau khi ngắm nhìn Casa Lorena, bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng cho ngôi nhà của mình trong tương lai. Casa Lorena xuất hiện như một ốc đảo nhỏ trong trung tâm thành phố lịch sử Merida ở Mexico. Đây từng là một phần của ngôi nhà cổ từ đầu thế kỷ 20. Ngôi nhà này đã được chia nhiều lần và giờ đây Casa Lorena sở hữu mặt tiền rộng 4,5 mét, nổi bật với màu hồng pastel nhẹ nhàng giữa khu phố. Vì ngôi nhà có bề dày lịch sử lâu đời, nên kiến trúc sư đã cố gắng bảo tồn nguyên vẹn, điển hình như một số phần tường và trần nhà. Chính vì vậy, nên tính nghệ thuật của không gian rất cao, vừa giữ những điều xưa cũ, vừa kết hợp với các phong cách kiến trúc và nội thất hiện đại. Với mặt tiền 4,5 mét, diện tích cả khu đất 125 m2, nhóm kiến trúc sư đã hoàn thiện công trình với 2 phòng ngủ. Bên cạnh đó là khu vực bếp ăn rộng rãi, khu vực phòng khách và một chiếc bể bơi tạo điểm nhấn tươi mát, như một ốc đảo nhỏ hiện hữu ngay trong căn nhà. Không gian đủ thoáng đãng với lối xây dựng nhà ống. Không chỉ là nhà, đây tựa như chốn nghỉ dưỡng, một căn villa nhỏ nhắn của gia chủ. Không gian phòng ngủ hướng mắt nhìn ra hồ bơi, đủ màu xanh của cây cỏ, màu vàng của nắng. Kiến trúc và nội thất ở Casa Lorena thể hiện nét mới và cũ, giao thoa giữa phong cách đương đại và truyền thống. Mái nhà bằng gỗ, tái sử dụng lại phần ngói đất sét Marseille, cùng sự tương phản tuyệt đẹp giữa màu xanh lam của sàn gạch và màu của tường nhà. Nội thất trong nhà được sử dụng với thiết kế đơn giản, chủ yếu thiên về những đường nét thẳng. Điểm dừng chân tiếp theo khi tiến vào ngôi nhà, đó chính là khu vực nhà bếp. Để tiết kiệm không gian, khu vực đảo bếp được biến tấu thành bàn ăn, đủ rộng rãi cho 4 người. Màu sắc chủ đạo trong căn bếp là màu trắng của trần nhà và màu hồng của tường, tạo nên sự ấm cúng nhẹ nhàng. Căn nhà khi đã lên đèn, thật sự thơ mộng, xứng đáng là một nơi chốn hoàn hảo để rời xa nơi phố thị phồn hoa.